Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DVC Channel, mình là Mika đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho các bạn một cái thông tin rất là hay và thú vị về Xiaomi các bạn nhé. Xiaomi ở thời điểm hiện tại thì không chỉ là một hãng công nghệ chuyên sản xuất điện thoại nữa cũng như làm về phần mềm, mà thay vào đó họ đã tiếp tục lấn sân ra rất nhiều mảng khác, ví dụ như là đồ gia dụng này, rồi là những cái công nghệ viễn thông này, cũng như là laptop đó. Cho nên là trong video ngày hôm nay mình sẽ điểm tin về một cái chiếc laptop mà Xiaomi vừa mới ra mắt. Thực ra nói laptop thì cũng không hẳn, mà đây sẽ là một cái dòng máy 2-in-1, tức là nó có thể là vừa là một cái chiếc máy tính bảng và vừa là một cái chiếc laptop khi mà gắn thêm một cái bàn phím vào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết video để tìm hiểu về cái chiếc Redmi Book S 12.4 này các bạn nhé. 12.4 thì chắc chắn thường nó sẽ là ký hiệu để ám chỉ về kích thước màn hình rồi, rõ ràng. Thường trên những cái chiếc máy chúng ta sẽ có, ví dụ như 17 inch thì cũng sẽ có số 17 đằng sau này, 15 inch thì cũng thế. Và MacBook Pro 16 với kích thước màn hình là 16 inch. Điều này thì nó rất là quen thuộc rồi đúng không nào? Kích thước màn hình của con này thì nó sẽ có là 12.4 inch và độ phân giải của nó lên tới là hơn 2K các bạn nhé. Chính xác sẽ là 2K cộng và tỷ lệ sẽ là 16:10. Với một cái phần tỷ lệ 16:10 như thế thì nó sẽ làm cho cái phần gọi là kiểu dáng của cái chiếc laptop của chúng ta nó gần vuông hơn và nó đẹp hơn so với lại những cái dạng màn hình mà kiểu 16:9 trước đây. 16:9 trước đây thì thực ra chúng ta vẫn có thể thấy rằng là những cái chiếc laptop này nó cũng thiên hướng gần vuông một tí, nhưng nó phải làm thêm một cái phần viền dưới rất là dày như chúng ta có thể thấy. Mặc dù sẽ có rất nhiều hãng công bố rằng là chiếc laptop của mình là có viền rất mỏng cái thứ này kia, tuy nhiên thì nó chỉ mỏng là hai cạnh bên và một cạnh trên thôi, còn cạnh dưới nó luôn luôn sẽ dày để nó giúp cho cái kiểu dáng của cái chiếc laptop của chúng ta ấy, nó gần vuông, nó cân đối hơn. Chứ còn không, nếu mà để gọi là cái viền dưới nó cũng mỏng y như là những cái viền còn lại, nó sẽ tạo ra một cái chiếc laptop mà nó thiên hướng về chiều dài, không thật sự đẹp cho lắm đó. Và 16:10 thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể hiển thị nhiều thông tin hơn theo cái tỷ lệ là dọc như thế đúng không nào, khi mà chúng ta đọc thông tin. Ngoài ra thì nó còn có độ sáng lên tới là 500 nit, kèm với đó là viền tổng thể mình thấy là nó cũng khá là mỏng rồi. Thực ra cái gọi là cái độ dày này nó là một cái độ dày chuẩn mà chúng ta có thể thấy được với những cái chiếc máy tính bảng, đặc biệt là những cái chiếc iPad đời mới, thì viền của nó sẽ có cái xu hướng như thế này. Nó sẽ không phải là quá mỏng đâu, nhưng mà rõ ràng là nó sẽ mỏng đều ở bốn cạnh luôn, thành ra là cho ra một cái cảm giác rất là đẹp, rất là kiểu không giới hạn ấy các bạn à, tạo cho một cái cảm giác nó đẹp hơn so với lại những cái viền màn hình trước đây. Tấm nền của cái chiếc máy tính bảng này thì sẽ là một cái tấm nền IPS LCD và có tần số quét chỉ dừng lại là 60Hz thôi, rất đáng tiếc. Nếu như mà em này lên được 120Hz thì sẽ rất là tuyệt vời về cái khoảng chất lượng này, vì nó đã có một cái độ phân giải rất cao hơn 2K và một cái độ sáng lên tới là 500 nit rồi. Thông số này gần như thông số chuẩn. Trọng lượng của em này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 700g. Nó cũng là một cái trọng lượng khá là cơ bản trên một cái chiếc máy tính bảng bình thường. Vì ở đây ấy, mặc dù là các bạn sẽ thấy rằng là những cái chiếc điện thoại của chúng ta cầm là chỉ tầm trên dưới 200g là đã bắt đầu thấy nó nặng rồi, nó đầm tay rồi. Con này 700g thì làm gì mà có cái tính di động tốt, làm gì mà có thể sử dụng một tay được, không phải đâu các bạn nhé. Mà đối với lại một cái gọi là cái mức độ nặng, một cái cảm giác nặng ấy, nó sẽ là trung bình giữa kích thước tổng thể cũng như là trọng lượng. Đó, cho nên thành ra là ví dụ như là cái trọng lượng mà nó càng lớn trong khi kích thước nó càng nhỏ thì chúng ta cầm chúng ta mới thấy nó nặng. Còn nếu như mà cái trọng lượng nó lớn nhưng mà được cái là kích thước tổng thể nó cũng lớn theo thì nó sẽ được dàn trải ra, chúng ta cầm chúng ta sẽ cảm giác nó nhẹ hơn. Và những cái chiếc máy tính bảng thường thì đây là một cái trọng lượng chuẩn. Đấy, nó dao động từ 6 đến 700g như thế, không phải là nặng đâu các bạn nhé. Con này thì kèm thêm cái bàn phím nữa thì cùng lắm là gần đâu đó khoảng 900 đến 1kg thôi. Nhưng mà đây vẫn là một cái trọng lượng rất là ngon lành cho một cái chiếc laptop 2-in-1 như thế này ở thời điểm hiện tại. Về phần hiệu năng của em này thì chúng ta sẽ có là một con chip Snapdragon, nghe rất là lạ đúng không nào? Thực ra thì cũng chỉ là con chip Snapdragon thế hệ thứ 2 thôi, đến từ Qualcomm. Thì với một cái con chip như thế này, nếu mà các bạn nào theo dõi bên mạng di động, điện thoại smartphone ấy, thì cái hiệu năng của con này nó sẽ tương đương và nhỉnh hơn một tí so với lại đời Snapdragon 855. Đấy, thì đây cũng là không phải là một cái mức hiệu năng quá khủng ở thời điểm hiện tại để mà chúng ta có thể là wow lên với cái chiếc laptop này được. Tuy nhiên đây cũng là một cái bước thử của Xiaomi khi mà cố gắng trang bị một cái con chip di động đó lên một cái thiết bị Windows như thế. Con này nó chạy Windows 11 các bạn nhé. Và mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ đáp ứng khá là đủ với những cái tác vụ cơ bản thôi, chứ còn mà nói về chơi game thế này kia thì khó lắm. Nếu như tầm này thì chúng ta sẽ có những đối thủ đến từ Surface Book, và Surface Book thì mình nghĩ rằng là mình đã có trải nghiệm rồi, kể cả là những cái đời cũ bây giờ.
tầm Intel mà thế hệ thứ 6, thứ 7 đi, là cũng cùng phân khúc giá con này dao động là tầm khoảng 14 đến 15 triệu ấy, là đời cũ thôi, thì nó cũng đã cho ra một cái khả năng tối ưu khá là tốt rồi với những dòng chip Intel như thế. Và mình cũng chưa rõ rằng là cái thế hệ Snapdragon 8cx này, thế hệ thứ 2 các bạn nhé, nó sẽ cho ra một cái trải nghiệm như thế nào. Nói về cái mức độ thành công thì nói đến Apple các bạn à, họ cũng đã trang bị rất là thành công con chip Apple M1 trên những cái thiết bị máy tính bảng lên cho MacBook, và hiệu năng của nó thật sự rất ấn tượng. Tuy nhiên ấy thì đó là do họ đã có một cái hệ sinh thái riêng, họ đã có Mac OS họ tự tối ưu riêng, nên thành ra là cái việc mà để mà tối ưu chạy được những cái ứng dụng trên Mac OS nó rất là nhanh. Còn đối với lại một cái con chip Snapdragon như thế này mà muốn chạy được app Windows thì liệu nó có mượt mà hay không? Mặc dù đây đã là con chip thế hệ thứ 2 rồi thì phải đặt ra một câu hỏi và có trải nghiệm thực tế chúng ta mới biết được rằng là nó có thật sự tốt hay không. Mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ đảm bảo ở một cái mức vừa phải thôi, chứ nó sẽ không quá ấn tượng. Và nếu như mà nghĩ đến cái vấn đề chơi game trên con chip này thì gần như là rất rất khó. Em này thì nó cũng sẽ có phiên bản đi kèm với rất nhiều phụ kiện, ví dụ như bàn phím nè, bút nè, tại vì con này nó là cảm ứng mà. Đó, thì nó sẽ cộng thêm khoảng 100 euro nữa, giá cũng khá là cao. Chất liệu của chiếc laptop này thì chúng ta sẽ có một cái mặt kính được hoàn thiện từ Gorilla Glass 3, kèm với đó là một cái khung được làm từ hộp kim magie, khung kim loại các bạn nhé. Nó sẽ có một cái ngàm ở phía bên phải, và khi mà chúng ta đặt ngang như thế này thì nó sẽ ở phía dưới để kết nối với bàn phím các bạn nhé. Cái bàn phím này thì nó cũng sẽ có touchpad luôn, và sạc đi kèm của cái chiếc laptop 2-in-1 này sẽ là có công suất lên tới 65W. Nhìn chung thì để mà sạc đầy cho viên pin có dung lượng khoảng 4900 thì nó cũng sẽ rất là nhanh thôi, mất đâu đó tầm khoảng không đến 1 tiếng, tầm 30 đến 40 phút thôi là đã có thể sạc đầy được một cái chiếc laptop như thế rồi. Đó, và đó cũng là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong video của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc laptop này? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.